đồ đáng ghét. Bộ mày thích ăn mấy món tầm thường đó lắm hả? Ừ, ngon á. Ngon 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 gì? Để tao gọi pizza về coi cái nào ngon hơn là biết liền ha. Ê nè nè nè, nè cái này ngon lắm á. Không có chứ. Ê không ăn ngon hả? Sao ngon không? Ngon 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 đi. Đưa tao cái à. Nè, tại tao thấy mẹ ăn một mình buồn nên tao mới ăn chung cho vui thôi đó nha. Ờ, ở trong chảo còn đó, hết thì mẹ đưa lấy thêm nha. Dạ. Mẹ đi đâu vậy? Vậy là ngon rồi nè. Ra liền, ra liền. Ủa, cậu mới về hả? Ừ. À, tôi mới làm bánh chuối chiên á, hai cậu ăn không? Em ăn, nhưng mà đợi em tắm cái đã. À. Đi tắm đi bạn. Thôi, lát về nhà tắm luôn. Thôi tắm đi, mặc đồ của tôi kìa. Thôi, được rồi mà. Mấy này đặt ngại nữa. Ui da, đau. Ủa, quần lót ở đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì, chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Sao vậy? Ủa, sao chị giặt đồ bằng tay vậy? Bộ máy giặt hư hả? À, đâu có đâu. Tại vì đồ lót thì phải giặt bằng tay mới sạch chứ. À, nhưng mà... Hả? Những gì? Gì? Ủa, bộ còn muốn bệnh hả? Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Dạ đâu có đâu. Em bình thường mà. À, chị ơi. Hử? Nãy em thấy con Lâm Chi với con Tâm Anh uống lộn chổng á. Hả? Đúng rồi, đúng rồi, uống lộn chổng á. Nắm tóc con Lâm á. Thiệt vậy hả? Đúng rồi, đúng rồi. Không phải hai đứa đánh nhau hả? Dạ. Đâu có đâu. Đánh gì vậy trời? À, không có gì. Sao rắc rối dữ vậy không biết nữa. Chơi thêm xíu nữa đi. Mà mấy mình về đi. Thôi chơi thêm miếng nữa đi. Hình như tôi thấy bạn không muốn về nhà lắm thì phải. Có gì đâu. Đừng có giấu tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì hết á. Tôi nói cho bạn biết, tôi với bạn là các bạn thân với nhau á. Có chuyện gì không giấu được tôi đâu. Đừng có giả vờ nữa. Nói đi, có chuyện gì? Nói đi mà. Bây giờ tôi hỏi bạn nha. Giả sử bà cô giáo dạy thêm của tôi á. Là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi bà giặt đồ lót của cậu á. Thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Đó. Ủa mới tưởng tượng đâu nổi chơi gà luôn á. Bởi vậy. Nè, bạn đừng có nói là chị Diễm My giặt đồ lót cho bạn nha. Đâu có
nó đâu. Bạn vừa phải thôi chứ. Vậy? Bạn làm gì kỳ cục quá vậy? Bạn nghĩ sao mà để chị với Bi giặt đồ đó cho bạn vậy hả? Có gì không? Bạn bị khùng hả? Bạn quá đáng vừa rồi chứ. Mấy cái này nó nhỏ nhỏ thôi. Mình nghĩ chơi bạn luôn. Mình có làm cái gì đâu. Gì á? Ra quán. Nghĩ sao mà để chị với Bi giặt đồ đó cho mình chứ. Có làm gì đâu Bi. Nè quán. Dạ tính tiền nha em. Rồi. Hôm nay học tới đây thôi. Hôm nay chắc thầy cũng mệt rồi ha. Em đã nói đừng kêu em là thầy nữa rồi mà. Kêu thầy đâu có gì sai đâu. Thì không có gì sai. Nhưng mà cũng được đi. Ừ. Vậy trò phải gán học bài nghe chưa? Thứ sau là thầy kiểm tra đó. Dạ, trò biết rồi. Ừ. Cố gắng ôn bài cho tốt vô, nghe chưa? Dạ, cảm ơn thầy. Ừ. À, mà thầy ơi. Sao? Cho em hỏi cái này được không? Dĩ nhiên là được rồi. Không phải tiếng Anh mà là môn toán á. À, dạ. Toán hả? Ừ, thì mấy bài toán lớp 10 á. Nè. À, đây là một bài toán hàm số. Mà cái cách giải bài toán hàm số này là cách tính bài này là em không biết giải bài này. Em xin lỗi chị nha. Tại em học toán dở lắm. Đâu có gì đâu mà xin lỗi. Tôi là xin lỗi cậu mới đúng. Tự nhiên phiền cậu quá à. Đâu có gì đâu, chị phải xin lỗi. Đây là lỗi của em mà. Em không có dạy cho chị được. Em xin lỗi chị. Thôi, cậu xin lỗi hoài, tôi áy náy lắm. Hay là vậy đi. Ngày mai đi, ngày mai em sẽ giải bài này cho chị. Ừ, mà cũng không gấp đâu, từ từ cũng được mà. Vậy để ngày mai em hỏi ông Quang. Quang giỏi mấy này lắm. Ừ, vậy có gì cậu hỏi giùm tôi nha. Dạ. Thôi, trễ rồi, cậu nghỉ đi. Dạ. Tôi xuống dưới nghe. Dạ. Mai nha. Trời ơi, quê quá đi. Toán lớp 10 mà không giải được thì là ngu quá. Đó, vậy đó. Thấy chưa? Bây giờ mình viết bản biến thiên xong rồi mình vẽ đồ thị, như vậy là đủ. Cái này là cái gì ta? Cái này học rồi mà, không nhớ hả? Nè. Nhưng mà tôi quên nó rồi. Trời ơi, cái này á là cái thông số đơn giản thôi, thấy không? Bản biến thiên nè, cái đồ thị như vậy nè. Đó. Này chắc học tới Tết mới xong quá. Trời ơi, mới học có chút xíu mà đã bỏ cuộc rồi hả? Cái vấn đề bây giờ là tôi nghĩ là bạn chỉ việc học thôi, chịu học là được hết. Bạn nhớ là đi, ngày xưa bạn học dở tiếng Anh lắm, bây giờ khá hơn rồi đó. Ừ. Nhưng mà cái này tôi hỏi cho người khác. Nhưng mà bạn phải giữ bí mật cho tôi nha. Hỏi cho ai? Thiệt hả? Ôi, chỉ mà chịu học á, là chị học giỏi lắm luôn á. Thì biết, nhưng mà bạn phải giữ bí mật cho tôi nha. Cái này bạn mà đi BFF là chết với tôi á. Biết rồi mà. Nè, bây giờ tôi giải thích lại một lần nữa nha. Cố nhớ rồi về chỉ. Gán nha. Đây là bản biến thiên thấy không? Mình vẽ kỹ, mình thêm thông số vô. Ít. Thôi, khó quá, nhức đầu quá. Chứ bây giờ muốn sao? Giờ vậy đi. Bạn dạy cho chị giúp tôi được không? Tôi thấy vậy là gọn nhất á. Ý bạn là kêu tôi làm gia sư cho chị hả? Ừ, không được hả? Thôi cũng được. Dù gì á, ngày nào tôi cũng qua nhà bạn mà. Thiệt hả? Hỏi chung mạnh lắm luôn á. Chứ chị hỏi tôi mấy con này hoài rồi tôi biết tôi chết liền luôn á. Mấy con này đơn giản mà. Thì bởi vì có bạn thôi. Cảm ơn bạn nhiều nghe. Thôi. Ơn nghĩa này là tôi xin khắc cốt ghi tâm luôn á. Thôi thôi đi. Ơn nghĩa gì bạn thân mà. Bao ăn sáng 1 tháng nha. Bạn cũng cơ hội lắm nha. Nhưng mà tôi chịu. Ừ. Ok. Thỏa thuận. Ừ. Chị ơi. Tám. Hả? Chị có rảnh xuống học toán không? Bài này á không phải giải như vậy đâu. Bài này á chị phải sử dụng hàm nghịch đảo. Giống vậy nè. À. Đó. Với lại á mấy cái bài mà đặc biệt quan trọng như vậy á, chị phải nhớ có một thứ chị không thể nào bỏ qua được. Đó chính là cái đuôi heo. Hả? Cái đuôi heo là cái gì vậy?
cái đuôi heo á là mình vẽ vô để cho dễ nhớ, chị hiểu không? Với mấy bài như vậy á, mình phải vẽ thêm cái đuôi heo, cộng thời á mình phải vẽ thêm một ngôi sao nữa. Như vậy á. À, thì ra cái đuôi heo vẽ như vậy đó hả? Chị thử coi. Ôi, chị vẽ giống y như cái đuôi heo luôn á. Chị khéo thiệt chứ. Đuôi heo cái gì đuôi heo, nhảm nhí. Mà chị tin không, em có cách giải phương pháp cái đuôi heo này bằng một cách khác nữa. Em đố chị nha, kết quả có giống nhau hay không? Giống chứ. Wow, vậy mà chị cũng nghĩ được nữa chứ. Chị đúng là số 1 luôn á. Chị đúng là hàng chất lượng cao á. Là sao? Là số 1 á, chị giỏi lắm á. Ồ. Mà công nhận cậu giải bài dễ hiểu thiệt đó nha. Dạ có gì đâu, chẳng qua là tại chị á giỏi, thông minh mà chị còn tập trung nữa nên bài mới dễ hiểu như vậy á. Đâu có đâu, tụi thấy á là cậu làm thầy được rồi đó, giải bài vừa vui tính mà vừa dễ hiểu nữa. Thì đó, tại em cũng là hàng chất lượng cao mà. Thầy mà thầy, nhưng khùng. Sau này á chị không hiểu bài nào, chị cứ tới tìm em sẵn sàng chỉ chị cho. À, vậy thì tốt quá à. Tại vì á dạo này á tôi tự học toán mà thấy bài càng ngày càng khó, cho nên là không biết làm sao nữa. Được vậy thì cảm ơn thầy nhiều nha. Chị lại mắc cỡ quá à. Trời ơi, bữa nay có thầy nữa mới ghê chứ. Đâu có sao đâu, thì ai dạy mình thì mình gọi người đó là thầy thôi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn hai thầy nhiều nha. Dạ. Tạm biệt hai thầy. Dạ không có chi. Bye bye chị nha. Thôi, phải công nhận một điều á, chị tâm ý giỏi được chứ. Mới dạy cái hiểu liền luôn á. Đuôi heo gì? Nãy bạn dạy gì đuôi heo, nhậm nhí. Thì mình nói đuôi heo cho dễ hiểu thôi mà. Tào lao quá đi. Dạy chả hiểu gì hết, dạy như khùng vậy á. Trời, tự nhiên chửi người ta à. Ê, không mấy giờ chơi game không? Không. Chơi chơi mình đi. Lấy cái đuôi heo mà chơi. Đuôi heo sao chơi trời. Nè, chị thêm chữ này sau những cái động từ như vậy là được. Ừ, tôi hiểu rồi. Ừ. Chị mệt hả? Mệt thì mình nghỉ nha. Ờ, à, đâu có đâu. Trời tới kìa nè bạn mình ơi. Thôi mình học tới đây thôi. Ủa, thầy toán mới tới hả? Hai người đang học tiếng Anh hả? Tới đây làm chi vậy? Bạn không chào đón được hả? Tôi tới chơi với bạn đó. Ờ. À. Ờ, à, đúng rồi. Ê, mà tôi có mấy bài toán hay khó, giờ cô chỉ tôi luôn được không? Sẵn sàng. Đó, chị nhớ chưa? Nếu như bài này á giải theo cách thứ hai thì đáp án á nó sẽ là 16. Ừ. À. Cậu vừa nói cách giải là tôi ra đáp án luôn rồi đó. Ừ. Hay gì vậy trời? Bài này á thì chỉ việc á đổi cái hàm nghịch đảo thành hàm thuận thôi. Như vậy á là sẽ giải được bình thường à. Ừ, đúng rồi ha. Tôi cũng định làm vậy á. Ôi. Hay gì vậy trời? Chị tuyệt thiệt luôn á. Vậy á bây giờ chị nhìn vô đây nè ha. Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo nữa? Tất nhiên là vẽ cái đuôi heo vô rồi. Cái game này công nhận á chị giỏi thiệt chứ. Xuất sắc luôn. Hay quá. Trời ơi chị hay thiệt luôn á chị. Chị cũng nghĩ ra được nữa chứ. Trời ơi nè, thấy không, làm vô cái chỗ này vẽ cái đuôi heo vô đó là xong. Thôi vậy á. Đuôi heo gì? Nhảm nhí. Không có bài học nào mà có cái đuôi heo trong đó hết á. Tào lao. Khùng điên không à. Sao bữa nay anh ồn quá vậy? Làm chữ trong đầu em nó chạy hết trơn rồi nè. Trong đầu mày thì làm gì có chữ mà chạy. Kệ em. Nếu á mà em không cưỡi được con ngựa đó thì anh phải thế chỗ của nó nghe chưa. Đi. Lâu. Chơi sướng hơn. Để tôi giải cách khác thử coi. Chuyển hết phần này qua vế bên phải. Đáp án là 16. Trời ơi, tính được không? Sao học trò em giỏi như vậy ta? Chị xuất sắc thiệt chứ. Nè. Hả? Uống đi không? Tôi xuống tôi lấy. Trời bạn em cũng này tốt dữ ta. Cho lon soda nha. Còn chị? Cảm ơn nha. Tôi không uống gì đâu. Ừ.
Soda hả? Để xuống coi có không nha, hên xui á. Thôi sao sao á. À hello, bà đang làm gì đó? Ủa, đi uống cà phê với Julian à? Ủa sao mà tự nhiên là đi uống cà phê với nó? À, thôi có gì tôi gọi lại sau nha. Vụ gì mà mờ ám vậy ta? Mình phải đi điều tra mới được. Cái thằng này thiệt tình. Đúng là chưa tới quan tài chưa đổ lệ. Sao ở trong nhà mà mình nghe mùi khác quá vậy ta? Phải thật là hấp dẫn, phải thật thú vị mới được. Tôi lên rồi nè. Mình bắt đầu học nha chị. Nhớ nha, cái đoạn này rất là quan trọng cho nên là chị phải chú ý nè. Mà mấy cái mà mình phải chú ý á là mình phải cắt đứt. Xoạt. Dạ. Là mấy cái này nè, mấy cái quan trọng á mình phải chú ý cho nên là mình sẽ phải dùng thước gạch đứt cho nó thẳng. Dạ. Ủa sao vậy? Hồi nãy thấy sung lắm mà. Dạ. Em giỡn thôi. Mà tôi thấy vậy cũng hay ha. Hả? Ừ, thì gạch đứt như vậy nè, thấy cũng hay hay á. Thiệt hả? Cái này là chị phải nói đại như em nè. Thì chị phải nói nhanh như gió. Nói nhanh như gió rồi thì chị sẽ giống như người nước ngoài lắm đó. Vì cái tầm quan trọng của nó cho nên chị phải banh mắt ra chị nhìn cho rõ. Thì chỗ này quan trọng nè. Mình vẽ cái đuôi heo vô nha. Thôi, bỏ cái đuôi heo đó qua một bên đi. Cái đuôi heo đó nó nhảm nhí lắm. Bỏ qua đi. Ôi vậy sao mà đánh dấu mấy chỗ quan trọng này được? Thì mấy cái chỗ quan trọng này hả? Thì mình sẽ vẽ cái nòng súng vô. Đó, vẽ cái nòng súng vô. Và nếu cần thì mình sẽ vẽ thêm 4 viên đạn vô bắn. Đung 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 đung. Phải vẽ cái nòng súng rồi có đạn nữa hả? Đúng rồi nè, em vẽ cho chị coi nè. Đó, vẽ cái nòng súng vô nha. Đó, xong mình vẽ sát bên nó 4 viên đạn, 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên bắn. Đung đung bắn chăn cái đuôi heo ra luôn. Mà phải là 4 viên hả? Vẽ 3 viên được không? Hả? Thì chị vẽ càng nhiều càng tốt. Để này để tạo ấn tượng hiểu không? Để mình có đạn mình bắn nó mà bắn chăn cái đuôi heo mất luôn. Hả? Hả? Thì đó thì có cái khẩu súng này nè, có cái nòng súng thì mình sẽ không còn lúng túng nữa. À. Đó chị nhớ chưa? À nhớ rồi, tới chết cũng không quên được luôn. Đúng rồi, đó. Nòng súng. Đạn bắn đúng đúng. Chị nhớ khi nào rảnh ôn lại bài nha. Ừ, tôi biết rồi. Chào chị. Ủa, cậu mới tới hả? Dạ, hello bạn. Ê, Quang. Dạ. Lần trước á, cậu nói với tôi bài tập còn một cách giải nữa. Bây giờ cậu chỉ cho tôi luôn được không? Đơn giản mà chị. Chị cho mượn tay của chị nha. À. Xong rồi đó chị. À. Bao dễ hiểu luôn á. Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Không có chi đâu chị. Chị nhớ học bài cho kỹ nha. Ừ. Bye bye chị. Ý, hello làm chị. Ủa, em còn bị táo bón nữa hả? Sao mặt căng với hình sự quá vậy ta? Cái gì? Mặt này căng hơn nữa nè. Có nói gì? Ý thì nói em cậu bị táo bón hay sao mặt căng quá vậy? Thì ở đây nhìn xin thôi chứ làm gì táo bón. Bạn lớn mà nói chuyện kỳ vậy? Ý bạn nói là người nó phân không hả? Đâu có. Mày đến coi lại mình đi. Mày đi về đi. Ông sao vậy? Nhìn bạn cũng táo bón luôn á. Em làm gì sai hả ta? Tâm Anh. Dạ. Coi xong rồi nhớ cất điện thoại cho chị nha. Dạ em biết rồi. Ừ. Dạ chào chị, em về. Ủa về sớm vậy? Dạ thôi em về nha chị. Ờ. Ủa, hai chị em đi chơi biển với nhau hả? Dạ, lần trước anh Nguyên lấy xe máy chở tụi em đi đó. Xe máy hả? Dạ.
ơi, bảnh gì ta? Đi coi xe mà mua mô tô luôn hả? Có, đi kiếm chiếc xe cũ cũ thôi hả? Trời, kiếm mua chi trời? Mua máy chơi game rồi mà đi, bây giờ đi mua xe chi nữa? Thì tại tôi có chuyện cần. Quần lót đâu rồi? Hả? Quần lót mới để đây nè. Hồi nãy chị gì lên lấy đi giặt rồi. Không những chỉ cái đó mà còn mấy cái quần lót dơ khác nữa. Gì? Chị gì? Chị gì chị tâm ý á. Tâm ý hả? Ừ. Chết tôi rồi. Giả sử bà cô giáo dạy thêm của tôi á là chị Diễm My hả? Ừ. Rồi ba giặt đồ lót của cậu á thì cậu thấy sao? Giặt đồ lót? Ờ. Trời ơi, xấu hổ chết luôn á. Trời ơi, tin được không? Sao học trò em giỏi như vậy ta? Chị xuất sắc thiệt chứ. Nè. À, ra là vậy. Hèn chi cái thằng này thiệt á. Gì em? À, không có gì hết á. Thôi anh về nha. Dạ, dạ. Bye bye. Có chết cũng phải nhét cái môn toán này vô đầu cho bằng được. Phải tìm cách thay cái nòng súng vô mới hả dạ. Cái gì cái đuôi heo, nhảm nhí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.